Nhiều vấn đề về thể chất của cuộc sống là do tuần hoàn kém, đặc biệt là trong hệ thống vi tuần hoàn. Mới đây một công nghệ đột phá đã được giới thiệu trên thế giới với tên gọi là công nghệ Terahertz. Liệu pháp Terahertz có thể có tác động tích cực đến tất cả các hệ thống chính của cơ thể? Liệu pháp Terahertz là gì? Terahertz là giải sóng điện từ giữa tần số vi sóng và hồng ngoại bao gồm tần số từ 30 micromet đến 3000 micromet. Thiết bị cộng hưởng cùng tần số với các tế bào bình thường trong cơ thể chúng ta từ 2 Terahertz đến 17 Terahertz tạo ra hàng triệu rung động mỗi giây vào các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Nó được coi là hoàn toàn an toàn cho cơ thể và không ion hóa. Công nghệ Terahertz đã được giới thiệu trong nhiều lĩnh vực như hình ảnh, kiểm tra sản phẩm, an ninh, quang phổ, phát hiện ung thư trong số những lĩnh vực khác trong thập kỷ qua. Công nghệ này sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Chúng tôi đang ở đỉnh cao của những công dụng tiềm năng của nó. Thiết bị chăm sóc sức khỏe Terahertz đầu tiên được phát minh lần đầu tiên vào năm 2014 với chi phí hàng trăm nghìn đô la và phiên bản thứ tư hiện tại có giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Vào tháng 5 năm 2015, The Sang Technology, nhà sản xuất thiết bị trong tương lai, được thành lập. Những thiết bị chăm sóc sức khỏe này có công nghệ cốt lõi 3 trong 1. Terahertz công nghệ thạch anh lượng tử và quang học. Thiết bị iTerahertz có thể xuyên qua da thịt của chúng ta tới 30cm vào cơ thể của chúng ta, do đó tiếp cận đến tủy xương, các vi mạch máu và mao mạch. Nó tiếp tục tăng cường lưu thông máu vi mô và giúp loại bỏ việc giữ nước trong cơ thể chúng ta. iTerahertz củng cố các tế bào khỏe mạnh và đồng thời sửa chữa các tế bào bị tổn thương, loại bỏ các tế bào không khỏe mạnh. Nó xóa các lối đi và tàu bị tắc nghẽn. Nó cũng giải độc tất cả các tế bào trong cơ thể iTerahertz, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt các tế bào yếu và không hoạt động sau khi các tế bào yếu được kích hoạt. Các tế bào hoạt động với tiềm năng thực sự của nó cùng với lưu lượng máu được cải thiện trong hệ thống cơ thể của chúng ta. Nó sẽ loại bỏ các tế bào không khỏe mạnh. Năng lượng tần số iTerahertz là cùng mức với các tế bào bình thường trong cơ thể của chúng ta. Năng lượng sẽ loại bỏ tất cả các tế bào bất thường hoặc đột biến khi được hấp thụ bởi tần số Terahertz. Nó sẽ kích hoạt các tế bào trơ. Tần số iTerahertz sẽ hấp thụ và kích hoạt các tế bào với nhiệt độ vừa phải, do đó loại bỏ các tế bào ngủ đông và tăng khả năng tự phục hồi. Tần số iTerahertz có cùng mức độ cộng hưởng với các tế bào bình thường trong cơ thể của chúng ta. Nó tạo ra và củng cố DNA và các phân tử hữu cơ, nhờ đó nó tăng cường khả năng tự sửa chữa của các tế bào cơ thể của chúng ta. Nó thông kinh lạc và bạch huyết. Tần số iTerahertz mở khóa các kinh mạch trong cơ thể chúng ta. Nó kích thích các huyệt đạo, thanh lọc máu và điều hòa lưu lượng máu trong mạch và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta. Khi tốc độ trao đổi chất tăng lên, chức năng cơ thể của chúng ta trẻ hơn 20 đến 30 tuổi. Nó cải thiện vi tuần hoàn và làm giãn nở các mạch máu. Nó cũng làm giảm sức cản và độ nhớt của máu. Nó cải thiện hoàn toàn vi tuần hoàn, điều này rất quan trọng vì một khi lưu lượng máu của chúng ta được điều hòa, sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều. Thiết bị này giúp điều tiết các tuyến. Nó có thể giúp điều chỉnh các tuyến nội tiết và bảo vệ các cơ quan của chúng ta. Hệ thống nội tiết đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống cơ thể của chúng tôi. Các tuyến nội tiết gửi hormone vào hệ thống máu của chúng ta để cân bằng hệ thống cơ thể của chúng ta. iTerahertz có thể giúp và loại bỏ tình trạng giữ nước không tốt cho sức khỏe. Cơ thể của chúng ta được tạo thành từ 70% là nước và nếu độ ẩm tăng lên, chúng ta sẽ bị đau nhức, sưng tấy ở bàn chân được gọi là hiện tượng giữ nước. Bằng cách loại bỏ lượng nước thừa, iTerahertz có thể cân bằng hệ thống miễn dịch của chúng ta. Thiết bị iTerahertz được chứng nhận và cấp bằng sáng chế bởi Học viện Khoa học và Công nghệ nổi tiếng Trung Quốc và Sinochem. Thiết bị này có thể được sử dụng an toàn cho bất kỳ người nào, kể cả trẻ sơ sinh mà không có chống chỉ định. Nó thân thiện với người dùng. Nó rất dễ vận hành và không yêu cầu kỹ năng chuyên môn vì bất kỳ ai cũng có thể vận hành thiết bị iTerahertz này. Chỉ cần thổi vào các khu vực bị ảnh hưởng. Như đã nói trước đây, mục đích cơ bản của thiết bị là kích thích lưu lượng bạch huyết trong cơ thể và tăng vi tuần hoàn, đặc biệt là trong các mao mạch. Điều này sẽ hỗ trợ cơ thể với tất cả các hệ thống chính của cơ thể. Thiết bị Terahertz iTerahertz thực sự là một thiết bị độc đáo và mọi người đã trải nghiệm những kết quả phi thường. Mời các bạn trải nghiệm kết quả của chính mình. Cảm ơn vì đã xem.